Thưa quý vị, ngay trong những ngày đầu năm mới 2023, Quốc hội tiến hành kỳ họp bất thường lần thứ hai để xem xét quyết định 5 nội dung quan trọng. Kỳ họp được tổ chức trên cơ sở đề nghị của Chính phủ để xem xét quyết định những vấn đề cần thiết, cấp bách, cần giải quyết sớm. Và để có thêm thông tin về kỳ họp này, phóng viên truyền hình Quốc hội Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Phó Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Trường Giang. Trước tiên xin cảm ơn ông đã nhận lời mời tham gia phỏng vấn của truyền hình Quốc hội Việt Nam. Thưa ông, ngày mai kỳ họp bất thường lần thứ hai Quốc hội khóa 15 sẽ chính thức khai mạc. Ông có thể cho biết thêm những yêu cầu bức thiết đặt ra như thế nào để Quốc hội tổ chức kỳ họp bất thường lần này? Cái tính bất thường ở đây nó không phải là nó có cái gì là không bình thường cả. Mà hiến pháp quy định là mỗi một năm là Quốc hội họp hai lần bình thường, hai kỳ. Thế thì theo tại cái kỳ họp bất thường lần thứ hai này thì Thường vụ Quốc hội theo đề nghị của các cơ quan thì Thường vụ Quốc hội quyết định triệu tập Quốc hội kỳ họp bất thường để xử lý những cái vấn đề mà cấp thiết đặt ra mà cần phải xử lý ngay. Ở đây tại cái kỳ họp bất thường này thì Quốc hội sẽ xem xét mấy cái nội dung rất là quan trọng. Thứ nhất là về cái quy hoạch tổng thể quốc gia 2021-2025 và tầm nhìn 2030 và cái luật khám chữa bệnh. Ngoài ra thì cũng theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền thì tại cái kỳ họp này và cụ thể là chiều ngày hôm nay tại cái phiên chuẩn bị thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình với Quốc hội xem xét về một số vấn đề về nhân sự, kiện toàn cái tổ chức bộ máy của cơ quan nhà nước, và cái việc này nếu được Quốc hội xem xét thông qua cái chương trình kỳ họp thì sẽ được xem xét tại cái trong cái ngày mùng 5 tháng 1 năm 2023. Dự án luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi đã được Quốc hội lùi thời điểm thông qua do còn nhiều vấn đề chưa được làm rõ. Vậy tới thời điểm này những nội dung khó của dự án luật được các cơ quan giải quyết như thế nào thưa ông? Ngay sau khi kỳ họp thứ tư kết thúc thì Tổng Thư ký đã chỉ đạo bộ phận ban thư ký tổng hợp đầy đủ ý kiến của đại biểu Quốc hội để báo cáo với Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Sau cái kỳ họp thứ tư đã được nhiều lần báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét cho ý kiến, và tôi cho rằng đến thời điểm này thì là đủ điều kiện để trình Quốc hội thảo luận tại cái kỳ họp bất thường. Trên cái cơ sở đó còn tiếp tục tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội. Nếu mà đủ điều kiện thì Thường vụ Quốc hội sẽ trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp bất thường. Công tác nhân sự cũng là nội dung quan trọng của kỳ họp và là vấn đề được cử tri và nhân dân quan tâm. Ông có thể chia sẻ thêm về vấn đề này được không ạ? Về nguyên tắc, đảng lãnh đạo thì cơ quan có thẩm quyền đã xem xét như các cử tri trong cái thời gian vừa qua cũng đã biết thì cơ quan có thẩm quyền đã xem xét. Còn về mặt nhà nước thì đây là thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Những vấn đề gì thuộc thẩm quyền của Quốc hội thì phải trình với Quốc hội xem xét để quyết định. Còn cái việc mà có đưa vào cái chương trình nghị sự của cái kỳ họp bất thường hay không thì tại cái phiên chủ bị thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ báo cáo với Quốc hội và Quốc hội sẽ thảo luận và xem xét quyết định. Vâng, xin cảm ơn ông.